Mình không hớt được đâu con trai Tôi không tình yêu Chào mừng các bạn đã đến với kênh của bác Tô Và mình là bác Tô đây Thì... ủa? Uh, uh, lạ nhỉ Đó lẽ là mình là bác tô đi mà thôi. chào các cháu các cha đã quay trở lại với kênh của bác tô là bác là bác tô đây thì nó mà phải hợp lý và lời nhưng mà thôi thì bỏ qua chuyện đó thì uh, anh em thì thấy mình đang cầm cái cây kiếm một cây kiếm đó là cây kiếm cây kiếm ánh sáng thì anh em cũng biết rồi nhìn là biết rồi đúng không mình vừa ăn trái quỷ hệ logia cũng là hệ logia nhưng mà đây là trái quỷ của khỉ vàng kizaru mình ăn trái quỷ này thật ra là mình ăn là vào lúc trưa cho nhưng mà mình không có quay video cảnh mình ăn tại vì theo mình nghĩ là mình ăn xong ngồi đi farm lên tới cấp 110 để biết chiêu thì cực lắm cho nên là mình mình farm được tới tối thì mình lên được cấp 110 rồi thì của cái chiêu rồi mới quay clip cho anh em xem thì sao mà trong thời gian mà mình cài ấy, thì mình phát hiện ra trái ác quỷ này đầu trái và farm rất là cực kỳ nhanh luôn ừ, Bây giờ mình mới nhận thấy á à, nếu như mà mình sau này mình có chơi lại game này Thì mình có một cách up level cực kỳ nhanh Đây nè nhìn vào điểm đó đúng không Thì à, thông thường mình cộng vào kiếm để mình đi farm cho nhanh đúng không Nhưng mà nếu sau này chơi lại Hầu hết mình sẽ chỉ cộng 100 điểm kiếm thôi Và tất cả mình sẽ dồn vào trái ác quỷ Để khi mà mình farm được à, 4 hay 500k belly ly sẽ uh, kiểu là mình chịu cực ban đầu đi nhắc lại là mình chịu cực ban đầu là khổ trước sướng sau á uh, khoảng được 500 k bali thì mình mua trái ác quỷ thời lai like, uh, đó bika bika no mi thì mình canh vào lúc giờ mình mua được vào, vào lúc trưa thì chắc là trưa nó hay bán đá quỷ này nè mình mua nó rồi xong mình cộng hết vào đường cái trái ác quỷ thì tầm này mình cộng ở tầm 600 điểm đi năm uh, 500 mấy 600 điểm phải là mình chém quái mình farm gọi là bét chèn luôn mà cái trái này nó farm cực kỳ nhanh anh em ơi uh, phải nói phải nói là farm nó sướng gì đâu nó có cây kiếm nè ờ, có cây kiếm rồi, rồi 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 còn có mấy chiêu thức gọi là không có gây hất tung á không có làm văn quái đi quá xa bởi vậy hỏi sao người ta mệnh danh là Rư là người đàn ông nhanh nhất trên thế giới nhưng mà gọi là nhanh thì nhanh cũng có cái vừa phải thôi đối với mình thì mình có những thứ thì mình muốn nó chậm lại không phải là nhanh quá thì không phải là tốt nhưng mà chắc là này mình nhiều bạn không hiểu đâu á được rồi thì mình sẽ chứng minh về cái độ farm nhanh của cái trác quỷ này ha Đây nè nó, nó, vụ quái cực kỳ nhanh đó mình Ví dụ xong mình chém xong mình lướt tới đây nè đó, ơi 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 Trời ơi lỗi vải Game lỗi vải game lỗi vải cái này là nó bị lắc á Bên mình chơi tới hai ba trăm lần Những video trước anh em cũng thấy mà đúng không Đó cái mình tập trung quái mình đánh thôi Được cái là nó vụ quái cực kỳ nhanh Đó mình cứ bây giờ mình xài combo chiêu oh, Ồ hơi bị lắc rồi hơi bị delay Đó mình sẽ không xài chiêu c vì chiêu c là một chiêu mà có khả năng hất tung đó okay, cái bây giờ mình bay tới đây đó à, cái oh, okay, mình dụ con ở đây ờ, phải nói là farm bằng rác quỷ này là gọi là nhanh số dấp luôn mình muốn tẩy điểm lắm anh em nhưng mà bây giờ mình chưa có <laughs> nạp tiền game này nè chiêu c thì hơi bị văng ra ha đây chiêu c nè đó đây mình đang coi bấm chiêu thôi cái rác quỷ này thì phải nói về cái khả năng bk của rác quỷ này thì nó cùi lắm anh em mình à chung thì không có cái gì được gọi là toàn diện thì giống như trái quỷ hay cát mình mua trước đây đó thì nó 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 đâu có farm nhanh đâu nhưng mà được cái bk mạnh mặc dù mình bk với những người mà gọi là nó hơn đồ mình hơn đồ mình vẫn bk thắng còn cái trái này mình chưa biết bk như thế nào hay là thật sự nó bk quá yếu hay sao đó mà mình bk toàn là thua không à nhưng mà, nhưng mà bây giờ nếu mà sở hữu trái quỷ này thì mình chỉ toàn đi farm thì sau này mình up lên cấp năm sáu trăm hay ngàn gì đó mình sẽ đổi lại những trái ác quỷ mà bk mạnh chẳng hạn như trái ác quỷ hay cát nói chung thì đời mà không có cái gì toàn diện cả đã là người đàn ông nhanh thứ nhất thế giới thì <laughs> không nên gọi là đã không không, không có những cái chuyện về mà chiến đấu thì không thể nào mà mạnh mẽ được đó, farm gọi là cực kỳ nhanh luôn à, nhưng mà, nhưng mà có trái ác quỷ này nè ban đầu mình mua mình sử dụng mình hay chơi bằng điện thoại á Đồ mình bay bằng điện thoại mình cứ cắm đầu xuống biển không à Thì bây giờ Với lại ban đầu mình còn ở bay con trái quỷ này mình nói Ủa sao mình không có quẹo được Thì lúc đó sau này mình mới Sau dùng một thời gian mình mới hiểu ra rằng Ủa ánh sáng làm sao bẻ cong được đúng không Ai mà bẻ cong được ánh sáng thì chắc là phải đi qua hàng triệu năm ánh sáng Ánh sáng mới bẻ cong được Thì là khoảng cách đó là, là quá xa Đối với một cái bản đồ trong quanh bi thì làm sao mà có thể là đi tới nỗi mà bẻ cong ánh sáng À, nó vừa đi một vòng đây đó còn chưa chắc bẻ công được ánh sáng không được bao nhiêu nữa. Ê, ồ, mình bay về cái làng này gì, chi vậy ta? Đây mình sẽ bay lên đảo trên trời. Ờ vậy nó là trái quỷ này bay cực kỳ sướng, bay xéo lên, bay lên cao, bay cao lên bầu trời không? Bây giờ mình có thể làm quen được bay cái trái quỷ này. À, ồ, hình như đây chỗ trên đó là chỗ của Ino đúng không ta? Ừ, mình nói cái này luôn hả? À. À, mình hay thường, thường, thường anh em mà vô đây chơi hay thấy mình kiểu đứng một chỗ farm có một con quái á, thì đó là lúc mà mình đang uh, treo máy bằng nồi UX mình auto lít thôi. Uhm, kiểu là mình ví dụ như mình mình uh, mình qua mình bấm auto lít cho nó chém xong con quái đó cái mình ngưng rồi xong nó ra cái mình chém tiếp. nói chung là mình auto lít kiểu đó thì không có bị ban gì đâu. đó thì uh, sẽ nói chung là mình tại mình cũng không có nhiều thời gian để mình đi gom quái mình farm. Đó cho nên hầu như là mình hay lít chỗ đó, mà sử dụng uh, trình OX á thì mình không có không có um, là không có không 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 có um, không có chat được á, nên là anh em nào mà vô chat gì mà mình không trả lời được thì anh em cũng thông cảm, á. tại mình thấy có mấy anh em vô chat nhưng mà mình lại không thể chat được. ồ trái cháy này gọi là bay lên đây cực kỳ nhanh luôn, thử coi ánh sáng với điện thì cái nào nhanh hơn? ủa, cái này là chỗ đánh nhau với ino rồi tội rất cao quá uhm, Thật sự mình rất là muốn tẩy điểm luôn anh em mà Để mình cộng hết vào đường rác quỷ để mình đi farm Bây giờ có cái um, cái cái, cái này nó có cây kiếm rồi Để coi cái, con này cấp mấy đây À đây là Ino ơi gõ tính gõ anh ta gậy à cấp năm trăm mấy đâu mình thử quánh ino coi ơi 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 ôi <laughs> chơi ngu giờ <vậy>, cái kết <laughs> cái lại trái này mà đi đánh boss thì không ngon thật sự cũng mình thấy đánh boss nó cũng không ngon cho lắm rồi thì trái này mình cũng không muốn bk đâu anh em à bây giờ chủ yếu là chắc là trái này <laughs> mua vô thì chỉ đi farm thôi chứ mình hiện tại mình cũng chưa biết làm gì bên đây ấy trái này chỉ có vậy thôi qua tập sau chắc là mình sẽ đi uh, tìm cách uh, lấy cái kiếm của san tóc đỏ nghe anh em nói là có cách lấy kiếm của san tóc đỏ thì để mình hỏi uh, có mấy bạn uh, có mấy bạn biết cũng biết nè là mình sẽ uh, lấy kiếm xanh tóc đỏ luôn. Đó trong lúc mưa nhà trời ơi, đứng chém gọi là hết sảy. Quá thích trái quỷ này ở cái mức mà để đi farm và up level luôn. Ờ, à, mình bay lên đảo trên trời, kiếm thằng có nãy trên đó trên đảo trên trời anh em, có một thằng nó dám giết chết mình. Được rồi cái thằng đó gọi là thằng láo cá chó. À, mình sẽ liệt kê nó vào danh sách của những thằng láo cá chó ấy. và bây giờ mình sẽ cho nó chết luôn này giờ bay lên thôi trái này gọi là di chuyển sướng thiệt luôn ngày xưa thì lười di chuyển lắm rồi giờ đấy các quỷ hay cát mình bay không nhanh uhm. theo anh em nói theo nhiều anh em nghĩ là trái quỷ hệ logia là một cái những trái quỷ hệ hiếm đúng không theo mình thấy là nó không hiếm đâu mà do là nó không xuất hiện trong phim thôi có những trái quỷ đó, theo như mình thấy là nó xàm xí thì trái quỷ mà uh, hệ 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 đầm lầy nhưng mà cũng không phải là xàm xí đâu trái quỷ đó khá là mạnh và quan trọng là do thằng đó nó không biết sử dụng có những người mà sử dụng đá quỷ vô mà ngu là cũng không những mấy thằng mà sử dụng uh, ngu ngu mà sử dụng đá quỷ là ra phế vật chẳng hạn như uh, thằng, uh, thằng, thằng 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 gì uh, thằng thiền cưỡng bích ghi á thành ra nó phế vật thì đáng lẽ mình thấy cái quỷ đầm lầy nó rất là mạnh nha Nếu mà tạo ra một cái dùng đầm lầy để làm người ta lún xuống nè Hay là dùng à, Nói chung là phải đó trái đó cũng gọi là BK cực mạnh đánh nhau cực mạnh Nhưng mà rớt rơi, rơi vào tay những thằng ngu thì nó yếu thôi Cho nên là nhiều thằng nó bị quá yếu á Cho nên là, 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 là nó không có xuất hiện à, Với lại mình xem ở cái đảo người ta Ở đảo người ta xong á thì mình thấy á, có một à, Lúc mà đi tới mà thu kẹo á thì uh, thanh, thanh niên kia có đánh chết thằng đó thì nó nói là những cái đứa mà sử dụng rác quỷ hài luga thông thường hay chết quang á, là vì, uh, vì tự tin vào sức mạnh của mình á. dụ như tự tin vào tưởng trái luga là bất tử thì có một cái câu gọi là nhẫn á, cho nên là mình chứng minh rằng á, là trái quỷ hài luga là những cái quỷ mà không có hiếm đâu và quan trọng là nó những nhiều thằng đó nó bị ngu nó yếu quá nên không xuất hiện À thằng này là thằng hồi nãy giết chết mình nè à. Ờ thằng này chắc mình để coi Mày nãy nãy nó giết chết mình à, anh em Ồ nó sẽ sử dụng đá quỷ hệ nhâm thạch luôn kìa Ờ à, hết đánh rồi Ê gì? Nãy đánh người ta Ủa sao bây giờ chắc là cái như đó, mình đâu có ally với nó đâu Ui mấy cái thằng này nó nãy nó đánh mình Nó đánh mình cái mình đang đứng nói chuyện nó mình mình có chat với nó cái xong nó nó, nó đánh mình chết Cái xong giờ nó không được Không biết là sao khúc này hình như mình phải bật uh, BBB lên đúng không Cannibal BBB nè Đó BBB lên Trời luôn Mình sẽ thử BK rác quỷ hệ uh, Hệ này đón đầu luôn mặc áo tròn vô chơi hôn ơi 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 trời ơi chưa gì bấm chết mẹ rồi chưa đ, 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 đ. bởi vậy mình mình đánh mình tính để cho nó đánh chung rồi gọi là cho nó cân bằng đúng không nhưng mà thằng này nó 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 rồi bây giờ là quay lại cái ki, kiếm, nó thì đánh luôn mình tính là để cho nó mình không muốn gọi là bị uh, gọi là đánh lén á cho nên là mình đánh kiểu đó bây giờ là tìm tìm nó đánh luôn nhưng mà trái này gọi là bk nó yếu chứ mình chưa quen cách bk trái này á đang đứng nhìn nhìn cái nó đánh thằng này là chuyên gia đánh lén à lúc này nó cũng đánh chết mình ngay đó đứng nói chuyện với nó ừ. rồi nó kìa nó ở dưới kìa sẽ cài uh, hồi sinh ở đây. Ôi, trái này nó bị giỏi, hồi sinh đâu ta? Hồi sinh uh, đây, cái ông mà uh, set hồi sinh ở đây đây. Đánh nhau tí coi. à mình phải bật enable bvb lên cái này mình uh, gọi là mình đánh chiêu hơi bị hay bị hụt lắm mình chưa có quen bk với cái này ác quỷ nó gọi là xịn hơn đúng không cái này gọi là mình không có quen bk hình như là hết bvb rồi thì phải hình như là mình giết được nó rồi uh, giờ chờ xuống bk tiếp thôi À, nãy mình cũng không gồng hai chắc là do mình đánh bằng cái này không thì nó cũng không cần hai đâu chờ chờ xong hồi hết xong là mình sẽ gồng hai lên đánh tiếp chắc là nãy mình không gồng hai kia chắc là mình xài kiếm chém không trúng đâu vậy đi farm kể đánh nhau vậy nó cũng không farm được chắc nó cũng tức ha nhưng mà nãy là mình nữa rồi mình thằng này nó đánh chết mà À, mình mở chat lên nè à. có một cái uh, cái khúc nào á uh, nó 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 đây nè, mình hi hay gì đây uh, đây nó hi mình nó cái gì uh, hi cái vào clip không cái mình cũng hi lại cái mình xong rồi là gì tôi không hiểu cái mình đang chat cho nó đứng nó đánh mình đánh mình chết thì đây là có lý do để mình kiếm nó mình đánh lại rồi gặp trái hay quỷ hay cát mình bị ca quen đó là nãy giờ cho đi đái mấy lần rồi chắc là rời server này cũng không muốn lại nghĩ thấy mình phá đó nó mình phá cho nên nó cũng không có ở lại nữa Rồi mình đi tìm một cái khu nào khác thôi có người bk không ta hay là server này không có người bk nữa hầu như người ta chắc đi farm cái tìm coi còn cái chỗ nào bk nữa không ta ờ à, cái đảo băng đảo băng mình nghĩ là đảo băng sẽ có người cho mình bk ồ đây là đấu trường rồi thì đảo băng nằm hướng kia Chết cha rồi, bay chuối xuống biển rồi. Có mấy bạn bữa kêu mình mua trái quỷ hệ uh, <laughs> băng để, để đi trên biển nhưng mà thôi thôi thôi. Trái đó mà thấy nó cùi gần chết Đi trên biển đi chậm như thà tao mua trái này tao farm cho nó nhanh đúng không? Rồi hình như có ai đó đánh nhau trong đây. Tôi mới có nghe tiếng kiếm. À, không có ai đánh nhau hết Với cái tính cách trẻ trâu của mình Giờ thích gây chuyện Mình luôn tìm mọi người đi BK Nhưng mà không phải đâu Thì thằng đó nó đã đánh mình trước Mình có lý do mà Đây hey, qua đảo băng coi ở đây này đi kiếm người BK Cũng nhanh ha Nhưng mà qua đậu băng Sợ gặp mấy cái thằng Nó yếu giống như hổm Rồi giết nó thì tội thì nó yếu quá là đánh cũng không vui mình đánh đánh với mấy thằng mạnh rồi hầu như là chắc là server này không có người farm mấy chỗ này rồi chắc là thôi mình kết thúc video đây anh em tại không không còn gì để làm nữa ừ, chứ bên không có người BK thì biết làm gì bây giờ đó thì như vậy thì mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn cảm thấy sao video này thì hãy để lại bình luận bên dưới và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai xin cảm ơn và hẹn gặp lại